chân dung 13 vị vua triều Nguyễn. Chân dung các vị vua triều Nguyễn được khắc họa qua những họa phẩm tuyệt đẹp. Gian Long sinh năm 1762, mất năm 1820, là vị hoàng đế đã thành lập nhà Nguyễn, vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Ánh, thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh, trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820. Vua Minh Mạng, cũng gọi là Minh Mệnh, sinh năm 1791, mất năm 1841, tức Nguyễn Thánh Tổ, là vị hoàng đế thứ hai của nhà Nguyễn, được xem là một ông vua năng động và quyết đoán. Minh Mạng đã đề xuất hàng loạt cải cách từ nội trị đến ngoại giao, trong đó có việc ngăn chặn quyết liệt ảnh hưởng phương Tây đến Việt Nam. Vua Thiệu Trị sinh năm 1807, mất năm 1847, là vị hoàng đế thứ ba của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1841 đến năm 1847. Ông có tên húy là Nguyễn Phúc Miên Tông, ngoài ra còn có tên khác là Nguyễn Phúc Tuyền và Dung. Ông là con trưởng của vua Minh Mạng và tá tiên nhân hoàng hậu Hồ Thị Hoa. Vua Tự Đức sinh năm 1829, mất năm 1883, là vị hoàng đế thứ tư của nhà Nguyễn. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, hay còn có tên Nguyễn Phúc Thì, là con trai thứ hai của vị hoàng đế thứ ba triều Nguyễn, Thiệu Trị. Ông là vị vua có thời gian trị vì lâu dài nhất của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1847 đến năm 1883. Trong thời gian trị vì của ông, nước Đại Nam dần dần rơi vào tay quân Pháp. Vua Dục Đức sinh ngày 23 tháng 2 năm 1852, mất ngày 6 tháng 10 năm 1883. Tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Ái, sau đó được vua Tự Đức đổi tên thành Nguyễn Phúc Ưng Chân, là vị vua thứ 5 của nhà Nguyễn. Ông lên ngôi ngày 20 tháng 7 năm 1883, nhưng chỉ tại vị được 3 ngày. Làm vua được 3 ngày, chưa kịp đặt niên hiệu, Dục Đức chỉ là tên gọi nơi ở Dục Đức Đường, thì Ưng Chân đã bị phế bỏ và giam vào ngục cho đến khi mất. Ông mất ngày 6 tháng 10 năm 1883. Hiệp Hòa sinh năm 1847, mất năm 1883, là vị vua thứ 6 của vương triều nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Tên thật của ông là Nguyễn Phúc Hồng Giật, còn có tên là Nguyễn Phúc Thăng, là con thứ 29 và là con út của vua Thiệu Trị cùng bà Đoan Tần Trương Thị Thuần. Ông lên ngôi tháng 7 năm 1883, nhưng bị phế truất và qua đời vào tháng 10 cùng năm. Kiến Phúc sinh năm 1869, mất năm 1884, tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, thường được gọi là Dưỡng Thiền, là vị vua thứ 7 của vương triều nhà Nguyễn. Ông là con thứ 3 của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, được vua Tự Đức chọn làm con nuôi. Kiến Phúc lên ngôi năm 1883, tại vị được 8 tháng thì qua đời khi mới 15 tuổi. Hàm Nghi sinh năm 1871, mất năm 1943, là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn, là em trai của vua Kiến Phúc. Năm 1884, Hàm Nghi được đưa lên ngôi ở tuổi 13. Sau khi cuộc phản công tại kinh thành Huế thất bại năm 1885, Tôn Thất Thuyết đưa ông ra ngoài và phát hịch Cần Vương chống thực dân Pháp. Phong trào Cần Vương kéo dài đến năm 1888 thì Hàm Nghi bị bắt. Sau đó ông bị đem an trí ở Alger, thủ đô xứ Algeria. Vua Đồng Khánh sinh năm 1864, mất năm 1889,
miếu hiệu Nguyễn Cảnh Tông là vị hoàng đế thứ 9 của nhà Nguyễn, tại vị từ năm 1885 đến năm 1889. Tên húy của nhà vua các tài liệu ghi khác nhau, nơi thì ghi là Nguyễn Phúc Ưng Kỳ, Nguyễn Phúc Ưng Thị, Nguyễn Phúc Ưng Biện, Nguyễn Phúc Chánh Mông. Ngoài ra còn có tên Nguyễn Phúc Đường. Ông là con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, được vua Tự Đức nhận làm con nuôi năm 1865. Vua Thành Thái sinh năm 1879, mất năm 1954, là vị hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn, tại vị từ năm 1889 đến năm 1907. Tên húy của ông là Nguyễn Phúc Bửu Lân, còn có tên là Nguyễn Phúc Chiêu. Ông là con thứ 7 của vua Dục Đức và bà Từ Minh Hoàng hậu Phan Thị Điểu. Do chống Pháp nên ông bị đày tại ngoại quốc. Vua Duy Tân sinh năm 1900, mất năm 1945, là vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn, ở ngôi từ năm 1907 tới năm 1916 sau vua Thành Thái. Khi vua cha bị thực dân Pháp lưu đày, ông được người Pháp đưa lên ngôi khi còn thơ ấu. Tuy nhiên, ông bất hợp tác với Pháp và bí mật liên lạc với các lãnh tụ khởi nghĩa Việt Nam. Vì lý do này, ông bị người Pháp đem an trí trên đảo Réunion ở Ấn Độ Dương. Vua Khải Định sinh năm 1885, mất năm 1925, hay Nguyễn Hoàng Tông, là vị hoàng đế thứ 12 nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi từ năm 1916 đến năm 1925. Ông có tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Đào, còn có tên là Nguyễn Phúc Tuấn, con trưởng của vua Đồng Khánh và bà Hậu Thiên Hoàng hậu Dương Thị Thục. Bảo Đại sinh năm 1913, mất năm 1997, là vị hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Tên húy của ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Thủy, còn có tên là Nguyễn Phúc Thiến, tục danh Mẹ Vững, là con của vua Khải Định và từ cung Hoàng Thái Hậu. Đúng ra Bảo Đại chỉ là niên hiệu nhà vua, nhưng tục lệ vua nhà Nguyễn chỉ giữ một niên hiệu, nên nay thường dùng như là tên nhà vua. Theo tác giả Annie Việt, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt qua giọng đọc Trọng Tuân. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.